Noto hay não nhân là tên gọi của một bộ tộc đến từ thế giới Ideon. Đây là một chiều không gian khác với thế giới loài người. Thế nhưng trái ngược thay, bọn họ lại cần sóng não của loài người để tồn tại và coi con người là những nguồn dinh dưỡng quý giá. Tuy nhiên, với những ham muốn lệch lạc của con người đã làm ảnh hưởng tới sự yên ổn của thế giới não nhân. Do đó, trọng trách của họ là phải xóa sổ các Hitotsuki, những tên quái vật mà được hình thành từ ham muốn của nhân loại. Trước hành vi tàn nhẫn nêu trên đã đi ngược lại với tôn chỉ của chiến đội Dawn Brothers, những người luôn cố gắng đưa các Hitotsuki về nhân dạng con người. Trên thực tế, bộ tộc não nhân chỉ xa lùng những con quỷ loài người lẻ tẻ và không có ý định thành lập địa bàn hay xâm chiếm thế giới. Vậy nên về cơ bản, tổ chức này chỉ đang cố gắng duy trì thế giới mà họ đang sống. Tuy nhiên, trong một số tình huống, họ cũng có thể tạo ra các quái vật Hitotsuki, hay nói cách khác là giải phóng tham vọng của con người. Trong series chính, đã có 8 vị tướng não nhân được ra trận. Mỗi tên này sở hữu một chiếc vòng tay biến đổi được gọi là Noto Brace, thứ giúp cho họ có thể biến thành hình dạng chiến binh với biểu trưng là một tấm khiên ở trước ngực. Đồng thời, tấm khiên đó cũng có thể tạo ra một lớp lá chắn năng lượng. Ngoài ra, các não nhân còn nắm giữ khả năng dịch chuyển tức thời, giúp họ có thể nhanh chóng tẩu thoát. Vậy nên trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng điểm mặt 8 vị tướng trong tổ chức này nhé. Và đầu tiên, chúng ta hãy cùng bắt đầu với vị tướng não nhân thứ nhất, Sonoi. Đây là kẻ xuất hiện ngay từ thời điểm đầu phim với đôi mắt có màu xanh ngọc đặc trưng. Sonoi là một người lãng mạn với phong thái tao nhã, mặc dù bản thân có một sự hứng thú khá lớn với nghệ thuật và được đánh giá là não nhân có gu thẩm mỹ tinh tế nhất, thế nhưng khá khó để có thể thẩm được trang phục mà anh thường mặc. Đời thường, Sonoi rất hay dùng cách nói chuyện ví von văn vở để đưa ra lời khuyên cho người khác. Trên thực tế, Sonoi còn là một người có tính dũng cảm rất lớn khi không ngần ngại lao vào biển lửa để giải cứu cho những người dân vô tội. Tuy nhiên, việc mà anh quan tâm đến mạng sống của những con người này là đều có điều kiện cả, bởi vì Sonoi cực kỳ căm ghét những con người tham lam, những kẻ có ham muốn xấu xa đã sinh ra Hitotsuki để rồi làm cho thế giới bị hủy hoại. Do đó, anh rất muốn thẳng tay trừng trị những kẻ này vĩnh viễn. Và để duy trì được mục tiêu trên, Sonoi không chỉ săn lùng các Hitotsuki được hình thành tự nhiên, mà đôi lúc còn cưỡng chế để tạo ra chúng nhanh hơn thông qua những con người có lòng tham mạnh mẽ. Bất chấp một thực tế rằng việc mà anh làm sẽ gây tử vong cho con người, và cũng chính vì điều này mà không ít lần Sonoi đã phải đối đầu với chiến đội Dawn Brothers. Trong xuyên suốt thời gian hoạt động ở thế giới loài người, Sonoi đã dần phát triển một mối quan hệ phức tạp với Taro. Họ không chỉ đối đầu với nhau vì mâu thuẫn giữa cách giải quyết các Hitotsuki mà còn xuất phát từ xuất thân của cả hai. Bởi vì Sonoi là người chiến đấu cho hòa bình của thế giới não nhân, còn Taro lại là đứa trẻ sống sót của gia tộc Don, gia tộc phản bội mang lý tưởng chống đối lại não nhân. Chớ trêu thay là cả hai khi rũ bỏ lớp mặt nạ thì họ lại trở thành một đôi bạn tâm sao với nhiều điểm tương đồng trong cả cách sống lẫn cách nói chuyện. Taro luôn cảm thấy những câu hỏi trong lòng mình đều tìm thấy câu trả lời từ Sonoi. Và ở chiều hướng ngược lại, Sonoi cũng thấu hiểu hơn về thế giới con người nhờ vào chính người bạn này của mình, đặc biệt là về món ăn Oden. Chuyển đến là về phần chiến đấu, khi kích hoạt Noto Brace, Sonoi lập tức chuyển sang thể biến thân, mang trên mình bộ giáp Baron Cross có màu lam bạc. Với thứ vũ khí chủ đạo là thanh kiếm Baron Sword, Sonoi có thể oanh tạc mọi chiến trường và không ngán bất kỳ đối thủ nào. Phong cách chiến đấu này có sự cân bằng giữa công và thủ. Có thể nói, đây là một đối thủ xứng tầm với Dom Momotaro. Thế nhưng không lâu sau khi Sonoi bỏ mạng ở tập 27 và được tái sinh nhờ hấp thụ năng lượng của Taro, anh không chỉ thay đổi tính cách giống hệt Đào Minh Chu mà giờ đây còn sở hữu thể cường hóa. Đây là một hình thức biến đổi mạnh mẽ hơn trước với tấm giáp ngực hoàn toàn mới. Tấm giáp này có thể được trang bị ở tay để sử dụng như một chiếc khiên chống đỡ và cũng có thể sử dụng như một công cụ tấn công tầm xa bằng cách phóng tác các tia năng lượng màu đỏ thông qua viên ngọc nằm trên đó. Ngoài ra, hình thức biến đổi chiến binh của Sonoi chính là một sự tưởng nhớ tới nhân vật Baron One xuất hiện trong series phim Chojin Baron One được sản xuất bởi công ty Toei vào năm 1972. Tiếp theo là vị tướng nam nhân thứ hai, Sononi, xuất hiện từ tập 3 của phim. Sononi là một cô gái có vẻ ngoài trong sáng và thuần khiết, thường diện trên mình trang phục crop top và váy ngắn trắng. Thế nhưng cô ta lại là một kẻ rất bí hiểm khi tính cách có phần khó đoán và không thể nắm bắt. Thế nhưng trái ngược với Sonoi, kẻ không bao giờ nhượng bộ trước lòng tham của loài người, thì Sononi lại có thiên hướng hứng thú trước thứ ham muốn đó khi cô thường tỏ ra một thái độ thân thiện và chủ động bắt chuyện với họ. Hay có thể hiểu, Sononi thích việc ngắm nhìn một Hitotsuki đang dần trưởng thành. Thậm chí, Sononi còn có thể phát hiện ra các Hitotsuki tiềm năng khi mở ra cánh cửa tiềm thức bên trong bộ não con người. Thế nhưng khi hoạt động ở thế giới loài người này, Sononi đã để tâm rất nhiều tới khái niệm tình yêu và mong muốn được tìm hiểu về thứ cảm xúc mãnh liệt đó bằng cách kết giao với những người đàn ông loài người, nhưng luôn sẵn sàng tỏ ra lạnh lùng trước những gã đều cáng hay là kiểu đàn ông phiền phức như anh chàng Saru Brother. Những buổi gặp mặt thoáng chốc như vậy đã giúp Sononi vô tình gặp gỡ được anh chàng Tsubasa, thành viên Inu Brother của nhóm Dawn Brothers. Khi được lắng nghe quan điểm về tình yêu của Tsubasa cũng như theo dõi anh trên con đường tìm lại người yêu đầy chông gai, Sononi mới dần cảm thấy Tsubasa là một anh chàng thú vị và cô đã bị rơi vào lưới tình từ lúc nào không hay. Khi kích hoạt Noto Brace, Sononi sẽ chuyển đổi sang thể biến thân với bộ giáp trắng là Coron Dress. Trên chiến trường, Sononi cũng cho thấy bản thân là một chiến binh tinh nhuệ và rất có đầu óc khôn khéo khi cô không thường lộ diện ở thời điểm đầu giao tranh mà sẽ theo dõi các trận chiến từ phía xa để tìm cho mình một thời cơ thích hợp nhất, rồi sau đó mới xuất hiện bất ngờ để đánh úp. Vũ khí chủ đạo của cô là Condor Arrow, đây là một cây cung xạ điều rất hữu dụng khi có thể sử dụng để tấn công tầm xa bằng cách bắn ra các mũi tên chết chóc.
hoặc là có thể tung ra một phát bắn chí mạng để nghiền nát đối thủ ở tầm xa. Không những thế, mỗi khi tách đôi khung này ra làm hai, Sononi sẽ biến nó thành một cặp dao găm dùng để cận chiến với các đối thủ tầm gần. Khi chiến đấu trong hình thức này, Sononi nhấn mạnh vào khả năng chuyển động nhanh nhẹn cũng như ra đòn bằng một cách linh hoạt hơn. Thậm chí, cô còn từng ngăn chặn được cả đòn tất sát từ Don Momotaro. Ngoài ra, hình thức biến đổi của chiến binh Sononi chính là một sự tưởng nhớ tới nhân vật Condorman xuất hiện trong series phim Seigi no Shinbaru Condorman được sản xuất bởi công ty Toei vào năm 1975. Tiếp đến là vị tướng đạo nhân thứ 3, Sonoza, xuất hiện từ tập 2 của phim. Sonoza là một anh chàng vô cùng kỳ quặc, tinh thần thì không mấy ổn định, hay cười và khóc bất thường. Tính cách này dường như cũng ảnh hưởng tới trang phục của anh khi mà các phần túi áo đều được khâu lộn ngược và luôn mang theo một chiếc ô có gắn rất dày. Do đó, khác với hai người đồng đội của mình, Sonoza lại dành một sự quan tâm rất lớn tới những thứ cảm xúc hỉ nộ ái ố của loài người và luôn không ngừng cố gắng để tìm hiểu về chúng. Điều này đã được thể hiện rõ ràng hơn khi mà Sonoza thường bắt chước một số cảm xúc nhất định rồi hỏi những người ngẫu nhiên xung quanh xem cảm xúc của anh làm có chính xác với bối cảnh hay không. Chính điều này đã làm cho mọi người cảm thấy gây sợ. Thế nhưng riêng đối với những thứ cảm xúc tiêu cực thì Sonoza lại có thể hiểu ở một mức độ nào đó khi không ngần ngại giải quyết các vấn đề bằng bạo lực. Trong quá trình hoạt động tại thế giới con người, Sonoza đã tình cờ đọc thử bộ truyện của Haruka và nảy sinh một niềm đam mê bất tận với bộ môn này. Nhưng trên hết, anh còn là một trong những người đã công nhận tài năng của Haruka là cô ấy sẽ có thể đem lại hy vọng cho người khác. Và cũng kể từ đó, anh đã giữ vai trò là một tổng biên tập cho riêng cô khi mong muốn biến cô trở thành một mangaka đệ nhất. Điều này cũng tương xứng với tôn chỉ mà anh luôn tâm niệm, đó là một khi đã nghĩ tới thì hãy thẳng tiến. Và cũng giống người đồng đội Sononi, Sonoza cũng có thể mở ra một cánh cửa tiềm thức trên trán con người để có thể nhìn thấy con quỷ Hitotsuki bên trong họ. Khi kích hoạt Noto Brace, Sonoza sẽ chuyển sang thể biến thân với bộ giáp Kage Style có màu nâu. Đồng thời, chiếc ô của anh cũng sẽ được biến đổi thành một ngọn giáo ba lưỡi có tên gọi là Kage Spear, thứ vũ khí có thể giúp anh thông bất cứ đối thủ nào. Trong trận chiến, Sonoza được thể hiện là một chiến binh mạnh mẽ, phong cách tấn công của anh thiên nhiều về mặt thể chất, với khả năng dồn ép các đối thủ của mình vào thế khó. Trong một số tình huống, khi Kage Spear được anh sử dụng ở hình dạng chiếc ô thì nó còn có thể tạo ra một vòng xoáy ma thuật nhằm bắt giữ một tên Hitotsuki tiềm ẩn chưa trưởng thành, rồi sau đó là chuyển giao nó sang một đối tượng bất kỳ. Như đã thấy ở tập 29, Sonoza còn thể hiện ra một thuật pháp đặc biệt nữa, đó là khả năng phong ấn lời nguyền của vũ khí Ninjaksot chỉ bằng cách sử dụng các trang truyện của Haruka. Không lâu sau, anh còn đã tự tay giải phong ấn cho thứ vũ khí này, rồi sử dụng nó để chiến đấu bằng một cách rất hiệu quả và không hề bị lời nguyền thao túng như những người khác. Ngoài ra, hình thức biến đổi của chiến binh Sonoza chính là một sự tưởng nhớ tới nhân vật Kagesta xuất hiện trong series phim cùng tên và được sản xuất bởi công ty Toei vào năm 1976. Kế tiếp là vị tướng nam nhân thứ tư, Sonoshi, xuất hiện từ tập 37 của phim. Là kẻ nắm giữ chức vụ quan sát viên trong tổ chức, tầng lớp cao hơn ba kẻ đã kể trên. Sonoshi được Thượng viện giao trọng trách giám sát các thành viên cấp dưới, sự xuất hiện của hắn là một lời cảnh tỉnh tới ba người bọn họ, liệu có xứng đáng với tư cách là những nam nhân hay không. Tên này có một tính cách cực kỳ độc đoán và kiêu ngạo, là kẻ luôn áp đặt bản thân lên người khác và rất cầu toàn trong mọi quy định, chuyên chế của hắn luôn gây phẫn uất cho cấp dưới. Sonoshi có đặc trưng là đôi mắt đỏ và cũng thường mặc quần áo có màu đỏ luôn. Tuy giới tính là nam, nhưng giọng điệu và cử chỉ của hắn ta lại giống như một kẻ lưỡng tính. Một đặc điểm ấn tượng nữa của tên này đó là phần tai bên trái có đính một lớp kim tuyến vàng, thứ cho phép hắn tạo ra những giải bụi giấy tai nhằm để quấy rối và gây khó chịu cho người khác. Và hơn hết, Sonoshi còn là một kẻ cực kỳ sạch sẽ. Nhờ một thiết bị đo mức độ ô nhiễm trong không khí, hắn đã đánh giá không khí ở thế giới loài người là rất dơ bẩn và thường sử dụng một bình phụt bụi trắng để khử trùng. Thứ bụi này có thể làm ngất các nạn nhân để giúp hắn dễ dàng bắt cóc bọn họ. Khi kích hoạt Noto Brace, Sonoshi sẽ chuyển sang thể biến thân với bộ giáp Akahade Mask có màu đỏ bạc. Dù tính cách toxic là thế, nhưng sự thật là Sonoshi có một sức mạnh chiến đấu rất cao, có thể tự mình đánh trên cơ các Don Brothers. Với thứ vũ khí là Shikunai Red Shadow, hắn có thể dùng để cận chiến tầm gần, hoặc là biến nó thành một chiếc roi đánh tầm xa dùng để phá tan mọi vòng vây của địch thủ. Không những vậy, chỉ với việc chơi chiếc kèn Ocarina, Sonoshi còn có thể triệu hồi ra đám binh lính Anoni. Ngoài ra, hình thức biến đổi chiến binh của Sonoshi chính là một sự tưởng nhớ tới nhân vật Akakage xuất hiện trong series phim Masked Ninja Red Shadow được sản xuất bởi công ty Toei vào năm 1967. Kế đến là vị tướng nam nhân thứ 5, Sonogo, xuất hiện từ tập 45 của phim. Ả ta là một trong những cấp dưới của Sonoshi nhưng đồng thời cũng nắm giữ vị trí làm quan sát viên. Tương tự như các nạo nhân khác, màu sắc chủ đạo của Sonogo là tím, kèm đôi mắt và outfit cũng có màu tím luôn. Sonogo được cho thấy là một người phụ nữ rất sắc sảo khi luôn tự tin vào dung mạo của chính mình. Thậm chí, sự tự tin thái quá và sắc đẹp của bản thân đã khiến Sonogo luôn ảo tưởng rằng bản thân ả là một người con gái đẹp nhất thế giới. Đối với những kẻ mà không biết điều đó thì sẽ bị Sonogo dùng vũ lực ngay lập tức. Còn kể cả là với những kẻ công nhận nhan sắc của ả thì cũng sẽ bị Sonogo nổi đoá luôn, bởi vì ả cho rằng đó là một điều rất hiển nhiên, nói chung là công nhận hay không công nhận thì cũng chết. Và cũng chính vì cái tính cách toxic này nên các đồng đội của ả thường không muốn dính líu, trừ khi đó là công việc chung. Thế nhưng quan trọng hơn, Sonogo còn là một trong ba kẻ được thượng viện cử đi nhằm để xử lý ba vị tướng não nhân đầu tiên cùng các chiến binh Don Brothers. Khi kích hoạt Noto Brace, Sonogo sẽ chuyển sang thể biến thân với bộ giáp National Fit có màu tím bạc.
Trong chiến đấu, ả này thiên về khả năng đánh cận chiến tầm gần và sử dụng một cây kiếm liễu là Kid Rapier với khả năng thành thạo kiếm thuật ở mức độ cao. Còn khi ở nhân dạng thực, Sonogo còn có thể sử dụng hơi thở của mình để bắt cóc các đại nhân sang một chiều không gian khác. Ngoài ra, tạo hình biến đổi chiến binh của Sonogo chính là một sự tưởng nhớ tới nhân vật National Kid xuất hiện trong series phim cùng tên và được sản xuất bởi công ty Toei vào năm 1960. Người đảm nhiệm vai diễn nhân dạng của Sonogo là chị Manatakai có chia sẻ rằng bản thân chị có một niềm đam mê mãnh liệt tới dòng phim Super Sentai và rất muốn được xuất hiện trong thế giới siêu nhân này. Đó chính là lý do mà chị tham gia ứng tuyển cho vai diễn Sonogo và đã được đội ngũ sản xuất của Toei chấp nhận. Tiếp theo là vị tướng nam nhân thứ 6, Sonoroku, đồng xuất hiện ở tập 45 của phim. Đây là kẻ thứ 3 nắm giữ vai trò quan sát viên và lộ diện cùng lúc với Sonogo nhằm để thực thi theo mệnh lệnh của Nguyên Lão. Sonoroku là một người đàn ông cơ bắp với màu sắc chủ đạo trên outfit là xám đen. Tương đồng với ngoại hình kỳ quặc của mình, hắn ta thường có xu hướng tạo ấn tượng mạnh cho đối phương rằng bản thân là một kẻ đáng sợ với thân hình to lớn. Và để củng cố hơn cho phong thái đó thì tên này rất hay tập tạ trong những lúc rảnh rỗi. Tên này thường hay khoe là rất thích sự thân thiện và sẽ dùng sức mạnh để đối xử tốt với mọi người. Thế nhưng dường như là hắn không hiểu ý nghĩa của lòng tốt là gì nên mới thường làm ra những điều trái ngược với quan niệm đó. Đây cũng là cách mà hắn dùng để bắt cóc các nạn nhân. Khi kích hoạt Notobrace, Sonoroku sẽ chuyển sang thể biến thân với bộ giáp đen bạc là Choco Crystal. Trong chiến đấu, Sonoroku là một chiến tướng hạng nặng. Hắn sử dụng một chiếc chùy sáu lưỡi để tấn công chủ đạo. Thứ vũ khí này có tên là Sanzenkon. Với khả năng phóng đạn ánh sáng từ phần gai của nó, hắn có thể tạo ra một màn tấn công diện rộng nhằm dọn sạch các mục tiêu trong phút chốc. Phong cách chiến đấu của Sonoroku vô cùng lực lưỡng, thậm chí có phần mạnh bạo hơn rất nhiều nếu so với Sonoza, người cũng sử dụng thứ sức mạnh từ thể chất. Ngoài ra, tạo hình biến đổi chiến binh của Sonoroku chính là một sự tưởng nhớ tới nhân vật Sanzedion xuất hiện trong series phim Choco Senshi Sanzedion ra mắt vào năm 1996. Bộ phim này cũng được sản xuất bởi công ty Toei. Tiếp đến là vị tướng nam nhân thứ 7, Sonona, xuất hiện từ tập 49 của phim. Sonona là một người phụ nữ trung niên với mái tóc màu trắng và thường mặc trang phục màu đen đầy bí hiểm. Bà ta là một trong hai kẻ nắm giữ vị trí đao phủ trong tổ chức, kẻ sẽ hành quyết những nạn nhân không còn giá trị sử dụng. Đời thường, Sonona là một người phụ nữ thông minh nhưng tính cách lại rất vô cảm và thờ ơ, ít có sự thăng trầm trong cảm xúc. Với giọng điệu kèm thái độ lạnh lùng, bà ấy sẽ không nương tay đối với bất cứ đối tượng nào. Đơn cử như lần chạm mặt đầu tiên với Sonogo, Sonona đã làm cho cô ấy phải khiếp sợ bạt vía bởi sự xuất hiện này chính là báo hiệu cho án tử. Với năng lực đánh cắp sức mạnh của nạn nhân, Sonona đã dễ dàng chiếm lấy toàn bộ những gì của Sonogo, rồi đồng thời còn dùng chính thứ sức mạnh này để chém bay màu Sonogo và không quên để lại một nụ cười mỉa mai đáng sợ. Sau đó, trong cuộc đối đầu giữa bà ta và nhóm Dawn Brothers, ta cũng thấy được rõ hơn về trình độ chiến đấu của Sonona là vượt trội hơn rất nhiều so với chủ cũ của thanh Kid Rapier. Quả không hổ danh là một trong những kẻ mạnh nhất tổ chức, Sonona đã từng bước bán hành cho các Dawn Brothers, khiến họ chẳng có nổi một cơ may để phản kháng. Ngoài ra, nhân vật Sonona được thủ vai bởi nữ diễn viên Moto Hashiyuka. Cô là người từng đảm nhiệm vai trò chiến binh Yellow Racer, xuất hiện trong series chiến đội kích tẩu năm 1996. Kế tiếp là vị tướng nạo nhân thứ 8, Sonoya, đồng xuất hiện ở tập 49. Sonoya cũng là kẻ nắm giữ chức vụ đao phủ trong tổ chức và xuất hiện cùng lúc với Sonona ở hồi cuối của phim. Ông ta thường mặc một bộ trang phục đen vàng kỳ bí. Về cơ bản, Sonoya không thể hiện quá nhiều biểu cảm mà đơn giản chỉ là một cái nhìn trống rỗng, kèm theo đó là một nụ cười rất rùng rợn. Thậm chí, khi bước chân tới thế giới loài người, Sonoya còn có thể ra lệnh triệu tập cho thanh niên Jack Sot, rồi còn cưỡng chế cả ý thức của Don Murasame từ đó. Tương tự như Sonona, Sonoya cũng nắm giữ khả năng đánh cắp sức mạnh và nạn nhân của ông ta chính là tên Sonodoku, đồng thời hắn cũng đã bị xóa sổ ngay lập tức. Nạn nhân tiếp theo phải bỏ mạng dưới tay của tên hành quyết này, đó chính là tên Sonoshi. Mặc cho sự lẩn trốn của con mồi ở bất cứ đâu, Sonoya sẽ ngay lập tức bắt kịp để đoạt mạng. Nhìn chung, phong cách chiến đấu của Sonoya là vô cùng bạo lực và dứt khoát, với các đòn đánh mang thiên hướng tàn nhẫn và hung tợn, vượt trội hơn cả Sonoza và Sonoroku rất nhiều và còn thể hiện khả năng sử dụng thành thục các loại vũ khí. Mỗi khi phối hợp sức mạnh cùng Sonona, Sonoya sẽ còn có thể tạo ra một đòn phóng năng lượng cực mạnh. Đây cũng là kẻ phản diện cuối cùng trong series này. Ngoài ra, nhân vật Sonoya được thủ vai bởi nam diễn viên Murakami Kohei, người từng đảm nhiệm vai diễn chiến binh Jewelbird xuất hiện trong series Chiến đội Thú Vương năm 2016. Trong quá khứ vào năm 2003, anh cũng đã từng hợp tác với biên kịch chính của series Dawn Brothers xuất hiện trong series Kamen Rider Fight với vai trò là người đã khoác lên bộ giáp Kaiza. Có lẽ vì thế mà trong lần quay trở lại này, nụ cười nổi tiếng một thời của nhân vật Kusaka đã được xuất hiện trở lại một lần nữa. Thậm chí, nụ cười biến thái đó còn được đặt lên bàn cân khi so sánh với nụ cười nham hiểm của Kijino trong tập 34. Cuối cùng là một sự thật thú vị. Trong một cuộc phỏng vấn với diễn viên Yuya Tominaga, người thủ vai nhân vật Sonoi đã chia sẻ rằng cái chết của Sonoi trong tập thứ 27 của phim ban đầu được coi là vĩnh viễn và sau đó là sự hy sinh của Sononi và Sonoza. Tuy nhiên, nhà biên kịch Inoue Toshiki đã đột ngột quay xe khi ông rất ngạc nhiên trước diễn xuất của bộ ba này nên đã quyết định viết lại số phận cho ba người họ cũng như thương lượng lại về hợp đồng của họ để có thể giữ ba nhân vật này ở lại với mạch phim.
Vậy là trên đây, mình đã tổng hợp xong 8 vị tướng của tổ chức não nhân, những kẻ thù xuyên suốt trong series Doom Brothers. Liệu các bạn có ấn tượng với nhân vật nào không? Hãy để lại comment cho chúng mình cùng biết với nhé. Và nếu các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích, thì đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của SBN Sentai nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.